bên đang đón dâu dồn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến chào chỉ mỗi hoa bằng lòng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài xa. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay chẳng đàn với ai. Anh giờ đây nỡ quên mối tình thương ấu. Thôi đành man đứng đâu cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Hơi thấp đúng không? Để em tăng lên. Để em tăng lên một tông. Đời sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất môi tình đầu. Tình anh như bóng mây, tôi nước trôi hoài trôi. Muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi. Anh giờ vui lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và anh chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm đôi tiếc một giấc mơ. Anh giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lệ. Ngày thơ đã qua chỉ là gì vắng. Thôi thì tôi chúc anh duyên trầu câu đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Say. Nhạt máu thế. Trình ba hộp tăng cân, ok chị Hạnh Hoàng, cảm ơn chị yêu nha. Dễ thương. Cảm ơn chị Nè Trần. Em chào chị Phạm Hiền. Dạ cảm ơn Mai Linh, Nguyễn Vượng, Nguyễn Vân, Hẹ Lá, Khánh Phạm, Mai Huyền. Chúc anh chị mình có buổi trưa nghe nhạc vui vẻ nha. Yêu cầu bài gì tiếp theo này cả nhà mình ơi, một bài nữa đi nha, tặng anh chị thêm một bài nữa cho nó đủ ba bài mở màn cho nó vui. Một ca rồi. Anh chị mình ơi, một bài nữa đi. Vùng Trời Bình Yên hả? Vùng Trời Bình Yên em hát thường xuyên quá rồi. Linh mới cắt mí không phải đâu. Tại vì em ngủ dậy á, cho nên con mắt của em nó bị sưng á, nó bị bụp. Thường thường là mấy chị ngủ dậy là con mắt mấy chị nó sẽ hơi to đúng không? Em vậy á, em mới ngủ nướng. Hôm nay em ngủ nướng hơi dữ, em nướng tới khét lẹt luôn, khét một bên rồi. Cho nên là mắt nó sẽ hơi sưng. Chứ có cắt mí gì đâu anh chị ơi. Cảm ơn Nguyễn Lượng nè. Bài gì tiếp theo cả nhà mình ơi? Yêu Em Dài Lâu hả? Nó có remix không ta? Tay Trái Chỉ Trăng. Trời. Chị ngủ thức dậy chưa ăn gì trơn, hát bài Tay Trái Chỉ Trăng. Chắc một hồi chắc em tắt thở quá. Chị biết cái bài đó là phải dùng 10-11 phần nội công lực để hát không? Em hớ một hồi em chết luôn á. Em hớ một hồi là em lấy cái quần em đội luôn á. Nó quê dữ luôn anh chị. Lên ăn cơm chưa? Dạ chưa đâu ạ. Yêu Anh Dài Lâu hay là bài gì? Yêu Anh Dài Lâu thì nó không có remix, nó chỉ có nhạc sống. Cha. Ngày mai người ta đi lấy chồng hả? Bài đó thì cũng thường xuyên hát quá rồi. Luật Đời, đúng rồi chị Phương ơi, bài này lâu lắm chưa hát nè. Bài Luật Đời nha anh chị. Luật Đời này là chuẩn luôn. Bài này lâu lắm rồi không có hát, mà mình hát lại cho nó mới mẻ. Chị Phương yêu cầu Tình Đã Bay Xa cũng được nè. Tình Đã Bay Xa cũng lâu lắm không có hát nè. Hãy Về Với Em là cũng thường xuyên rồi đó. Bài đó cũng thường xuyên hát.